Hello mọi người, mình ở đây mấy bữa rồi, mình mới quay review cái này ở mình. Mọi người coi nha, cái này là cái gì? Sân mây ta? Sân mây, hôm tây sân mây. Đó đi mọi người, đây mình sẽ khám phá được khu cho mọi người coi nha. Đó, cái thì mọi người, còn đây là diễn viên ca sĩ Lina. À, sắp nổi rồi. Hầu có gì đang buồn ngủ. Đây, từ cái sân mây nhìn ra đây được nè. Đất đây là nó như là thung lũng vậy đó. Nó lõm, nó lồi lên á. Rồi người ta cứ bám vô thung lũng là xây nhà. Đúng không? Anh cảm thấy vậy á. Xây nhà thì tốn tiền cực kỳ luôn. Đó, đây mình có cái sân nè. Đây. Đây có bình trà ngủ trà đâu nè. Đúng rồi. Đây có những bình trà uống trà được luôn nè mọi người. Còn đây là cái hồ cá mà khá nhỏ không à. Đấy. Từ cái view ở đây mình có nhìn ra ngoài đây được không? Đó. Thấy rộng đẹp không? Xảy không? Cái đó như là tư nhân á. Rồi vòng vòng ở kia là cũng có rất là nhiều homestay người ta cho mướn. Chỉ có homestay chỗ này. Đây này, này buổi tối là ăn đồ nướng barbecue rất là chill nha. Đây chỉ có homestay bên này nữa nè. Cái homestay mà bằng gỗ bên kia á. Tối hôm qua người ta nhậu tới 12 giờ đêm luôn. Chỉ đúng đi, chỉ đó. Xa đó. Tới 12 giờ đêm luôn á. Rồi, đây là ngồi đúng uống cà phê ăn chill luôn nè. Uống cà phê đây được chiêu mà giờ trời hay mưa nha. Thôi chỉ mấy cái chỗ mà có thể là mình nhậu chiêu được nè. Chỉ ra đi đường này. Ấy cây này cái gì đây anh? Cái đào. Này cây đào á. Hay mưa rồi thấy không? Đào đây lắm. Là cây đào nè. Mà nó bự lên mới ăn được hả? Đúng rồi, đang bên trái. Ở đây có những rất là nhiều cái vị trí chiêu mà để mà nói chung để cho những ai thích chụp ảnh nó có thể tự sướng được. Nhiều không gian trong này nè mọi người, có thể mình ngồi ở chỗ này ha, mình chụp hình rất là đẹp, hoặc là mình sẽ ngồi ở đây ha, mình ngồi ở đây mình chống cằm mình chụp ra ngoài, cái không gian ngoài đây cũng rất là đẹp luôn. Cái không gian như này một cái thung lũng mọi người, cái thung lũng này đó, nên cái góc này thằng nghĩ là cái góc mình chụp ảnh đó mọi người, rất là đẹp ha. Thôi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lên coi từng cụm. Ở đây nhà chủ nhà người ta làm những cái khoảng sân á, để mà nếu mà mình mua đồ về nhậu á thì rất là thích hợp. Mà đặc biệt mình ở 3 đêm Phong Bích. Đúng rồi, đây cái cà chua nha mọi người. Cà chua này. Cái cà chua. Chua này đó quá trời cà chua luôn. Rồi xong đi lên. Mình ở 3 đêm á thì chủ nhà tặng cho mình một cái chai rượu vang. Đây Bích. Từ nó đi cái camera đúng đó, mọi người thấy cái sân này không? Đây là một khoảng không để mà nhóm họp, nếu mình đi đông người á, 5-6 người là rất thích hợp chỗ này, tầm độ 6 người tính 8 người luôn là có thể ngồi ở đây đem đồ ăn bia là ngồi quây quần ở đây nè, hát karaoke cũng được nữa. Đằng sau chỗ này thì có một cái vị trí mà nó cũng ngồi được luôn á, nó vậy như ngồi sang được luôn á, nó nhỏ hơn chút, nó kính lắm, kiến hai bên nè, mưa không đặt vô được. Còn ở đây là nguyên cái không gian mà nó thoáng luôn, nên nhiều khi mưa nó sẽ tạt vô không. Còn trong đây là không sợ mưa được, trong này là nó kính luôn nè, nó không sợ mưa luôn nè, nó còn những cái này nó đẹp á. Thì đúng rồi, còn kiểu sàn á, còn những cái này mình ngồi nè, đó mình ngồi mình để đó, mình ngắm cảnh mình nhậu, trời sướng lắm. Nói chung cái chỗ này ok, nếu mà mọi người mua đồ về thì thích hợp cho mọi người luôn. Rồi lên đây cho mọi người nữa, nếu mà trời mà không nắng luôn nha. Ở đây nắng thì ok, còn nếu mà trời không nắng thì mình là mọi người theo mình. Đây. Nếu mà trời mà không nắng, không mưa từ thì đây được chưa? Từ từ nha. Cameraman hơi bị sợ độ cao nên mọi người thông cảm. Đó, lên đây là đỉnh của cao. Ở đây thì là nếu như không nắng nè, không mưa thì mình có thể bày ra đây mình ngủ cà phê, mình ăn uống không. Mà chỗ này là vị trí cao nhất của ngôi nhà rồi. Đó, quét ở đây nè. Đây cho mọi người thấy là cảnh view.
cái này là buổi đang chờ muốn chuyển mùa rồi thấy mày đúng rồi đúng rồi, nhưng mà ngày hôm qua mình đi là không có mưa nên rất là đẹp đó, thấy nguyên không gian không, buổi cái đất Đà Lạt mà nó nổi lắm mọi người, nó cứ cao rồi nó lại xuống cái thấp rồi nó lại cao lên, tức là đồi núi là trùng điệp á, nên cái việc xây nhà nó sẽ tạo thành một cái kiến trúc rất là thú vị. Đi ở trên mình xuống đây, view trên mình xuống đó mọi người khá là đẹp ha. Đây mà ra đây cho cả nhà xem mà. Giờ cái sân nhà kế bên đây, sân nhà kế bên. Sân nhà kế bên đúng rồi. Có cái phượng. Rồi cái sân hồi nãy mình đứng nè. À, cái này nãy dưới mình đứng, mình nhìn ra quay xuống này. À, đúng cái rồi. Sân khu dưới của mình này. Còn cái góc này là cái góc ban công khu mình. Đây đi quá, cái phòng của mình đây, cái phòng ngoài người đè được ban công phòng ngoài, phòng mình nằm bên trong. Đi đi đi, hãy đi theo. Con đường đây như là Sơn Mây, cho nên vì đây là homestay Sơn Mây cho nên là cái con đường cũng là đám mây nè mọi người thấy không? Cái chỗ này á, giống như đám mây vậy đó. Đó. Đường vô nè. Cái xích đu này hay không? Cái xích đu này nó lặn theo kiểu họ như bùa may mắn đó ta. Anh Hợp anh nghe vụ bùa may mắn gì đó. Phải cái này nè. Thì mới làm cái kiểu vậy nè nè. Đó. Cái này cái bùa may mắn nè mọi người, cái bùa may mắn ở trong đây á, thì á, là có một cái mái, cái mái che nên mọi người ngồi là không sợ mưa nắng nha, rất là ok. Đây là cái bàn buổi tối giờ. Ngồi lạnh tê luôn nha cả nhà, tối thì tối muốn mua đồ về đây nhậu ghê luôn á. Cái giỏng nè, giỏng đi hôm nay đó chắc ha, giỏng chắc lắm hả, giỏng chắc lắm, làm đã lắm, êm đã lắm. Đúng rồi, đây là phòng mình cái bên đây anh chưa chưa chịu quay giới thiệu cái view này nè, đây cái view ngồi chiêu cái điều này nè, có thể ngồi đi uống cà phê nè, đó đó ngồi ngồi rất là chiêu luôn cái nhà đó, ok mọi người đó, rất là vui đúng không, cái này cái xương lồng nha. Đó, đó, nhìn xuống đây đó, nhìn là cái chỗ mà nãy mình review cho mọi người sàn đó, đúng rồi. Đó, còn bên kia là thấy không cái đoạn đường cái cung nào rất là đẹp ha. À, đây là còn đây là cây gì đây anh Khoa, cây bơ đúng không? Cây bơ nè, đây có hai trái bơ nó bự lắm nè Bích. Hai cái bơ chín rồi nè. Đây. Hai trái bơ chín rồi thấy không mọi người? Đấy, còn đây là cái vàng, hoa sen đá mà sen đá. Chủ nhà trồng nha. Hoa sen đá bên đây có nhiều nè Bích. Đó, mọi người thấy không? Đây nè, đây nè. Hoa sen đá bên đây nè. Đây đó, cái này cây gì mình không biết. Bơ thì bơ này. Nhiều lắm nè, bơ trời quá rồi. Trời luôn. Còn đây là cây sen đá nè, sen đá của chủ nhà trồng nha, đẹp lắm, rất là dễ thương. Rồi, nói chung okay, là tạo một view ấy chơi. Đây là cái phòng mình, đây là cái này gọi là gì ta, cái cửa kính phòng mình. Đây cũng có hai sen đá nè, góc này sen rất là đẹp. Rồi, vô đi cái này mà phòng mình cho mọi người. Không, đi hướng này đi. Hướng này, này. Ở đây có một cái không gian nữa nè mọi người nha. Đó. Đi hướng này. Đó, mọi người thấy không? Có thể mình nhìn ra được cái cửa vô lúc nãy là hướng này. Đây, nhìn xuống này. Đó, đây là cổng chân. Cổng vô cái homestay sân mây của mình em cả nhà. À, cổng vô có hai cổng nha mọi người, thôi đi hướng lúc nãy là cái hướng mà như thế này. Mọi người đi hướng lúc nãy là cái hướng mà mọi người đi từ hướng mà cái sân mây đi lên. Còn cái hướng thứ hai mọi người đi hướng vô đây nè là đi theo hướng của chủ nhà. À, đi đây. Vô đây nó đăng ký phòng gì đó là hướng đông đi của phòng của chủ nhà. Đây. Sân ngó đây là cái này giống như reception nữa. Mà cái cổng chính đi lên trên lầu của mọi người. Ok. Giờ dắt mọi người đi coi cái phòng của mình nha. Tắt cái nha. Đây. Mở cửa nó làm chi. Có gì không? Đó. Ủa?
tùm lum xíu nha mọi người, mình ở rồi. Đó cái phòng này đó, cái bồ may mắn nè. Bồ người ta dùng từ cái gì á? Là gì? Bồ gì nữa? Mở ra sẽ thấy được cái không gian bên ngoài nha mọi người. Rồi. Rồi mình sẽ quay toilet cho mọi người coi. Toilet cũng khá sạch. Đây có cái kiến nè. Đó, đây là toilet cho mọi người đó. Khá là sạch nha mọi người. Có đồ sấy tóc nữa nè mọi người. Ai. Và điều đặc biệt là không có máy lạnh nha mọi người ơi. Ok, không có máy lạnh nha. Rồi. Đây. Mình review cái này là cái homestay Sơn Mây để cho mọi người đến. Địa chỉ là 56 Hàng Ngoại Thám. 56 Hàng Ngoại Thám. Hình như là phường 10, phường 10 Đà Lạt. Phường 10 Đà Lạt. Và đặc biệt ở đây là có sẵn xe để mọi người mướn luôn. Chứ xe mướn nhiều ngày? Xe tay ga là 150 á. Như 150 ngàn một ngày một chiếc xe tay ga nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của mình. Mình sẽ có nhiều video clip tiếp theo về Đà Lạt để mọi người theo dõi nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Phòng này có giá. À, phòng này giá bao nhiêu bít? Phòng này là phòng có cái ban công nên giá nó sẽ là 590 một đêm. Còn mà phòng mà không có ban công như mọi người thấy bên góc bên kia á là 490 ngàn một đêm. Còn phòng đó thì như giá cao hơn mình luôn rồi. Rồi, ok. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Bye, chị về.